giáo xứ Nam Định chúng ta hân hoan được đón chào Đức Tổng Giáo mục Marek Zaleski, vị đại diện của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam về thăm mục vụ tại giáo xứ chúng ta. Giờ đây sắp đã đến giờ ngài tiến về với giáo xứ của chúng ta. Con đề nghị tất cả những người Kitô hữu đi tham dự thánh lễ cũng như việc chào đón Đức Tổng, chúng ta quy tụ về sân tháp nhà thờ để chúng ta cùng chuẩn bị hàng lối rồi các phương tiện để chúng ta chào đón Đức Tổng vị đại diện của Đức Giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên một vị đại diện của Đức Thánh Cha về thăm mục vụ tại giáo xứ Thành Nam. Chúng ta những người Kitô hữu hãy thể hiện sự hiệp thất, sự hiệp thông, lòng tin và đức vâng lời với vị cha chung là Đức Giáo hoàng Francisco qua vị đại diện của ngài là Đức Tổng Giáo mục Marek Zaleski. Giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị và theo chương trình thì Đức Tổng đang tiến vào đất Nam Định và ngài sẽ trở về với chúng ta trong khoảng một ít phút nữa. Do đó một lần nữa con xin kính mời tất cả quý cụ, quý ông, quý bà chúng ta di chuyển ra sân trước nhà thờ để chúng ta cùng chuẩn bị chào đón Đức Tổng Giáo mục vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam về thăm mục vụ tại giáo xứ chúng ta. Giờ đây xin cùng đoàn chúng ta cùng hiệp ý với Đức Tổng Giám mục
Marie Zaleski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam cùng quý cha, để chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho sứ vụ của Ngài. Xin mời cộng đoàn kỳ chúng ta cùng sơ sáng dâng lời kinh để cầu nguyện cho Đức Tổng cũng như cho sứ vụ của Ngài tại Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha khắp các vô cùng dựng nên trời. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Quan phong Si-ô Phi-la-tô chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết và xuống ngục tổ công ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời. Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau, bởi trời lại xuống phán xem. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi đi có hội thánh hằng có ở khắp cả thánh thần công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các thánh tông đồ là Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho các ngài thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện, để các ngài lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay, hội thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski vì đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Giờ đây con xin kính mời Đức Tổng, quý cha sẽ trở về phòng khách của nhà xứ để nghỉ một chút trước khi cử hành thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, cho giáo xứ cũng như sứ vụ của Đức Tổng tại Việt Nam.
Tổng đại diện, quý cha và cộng đoàn an toàn. Giáo xứ Tam Đình chúng con hân hoan chào đón Đức Tổng Marek Zaleski, vị đại diện của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, hôm nay đã về thăm mục vụ tại Giáo xứ Tam Đình chúng con. Giờ đây con trân trọng giới thiệu cha xứ Giuse Phạm Minh Triều sẽ lên có lời chào mừng Đức Tổng, cha tổng đại diện, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Giờ đây để tỏ lòng chào đón và hân hoan, cộng đoàn chúng ta một lần nữa xin đồng hồ tràng vỗ tay để chào mừng Đức Tổng và quý cha. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, kính thưa cha tổng đại diện An Tôn, kính thưa cha An Phong Phạm Hùng, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, kính thưa quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn phụ vụ. Cộng đoàn Giáo xứ Nam Định chúng con kính chào Đức Tổng Giám mục đã đến viếng thăm Giáo xứ Nam Định và mang phép lành của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn chúng con.
Kính thưa Đức Tổng Giám mục, Giáo xứ Nam Định cách Tòa Tổng Giám mục Hà Nội 84 km về phía Đông Nam. Giáo xứ nằm ở trung tâm thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trên mảnh đất này đã được đón nhận tin mừng vào thế kỷ thứ 18 với tên gọi đầu tiên là họ Đạo Vị Xuyên, trực thuộc xứ Trịnh Xuyên. Cuối thế kỷ 19, giáo xứ Nam Định được thành lập và ngôi nhà thờ này được xây dựng vào năm 1895 thời Đức Giáo Hoàng Leo 13 và được Đức Cha Phêrô Maria Đông làm phép với tước hiệu nhà thờ Đức Bà Nam Định và nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Giáo xứ Nam Định nổi tiếng với pháp trường Bảy Mẫu. Tại đây có hàng ngàn các Kitô hữu đã đổ máu làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô. Trong số 117 vị hiển thánh từ đạo Việt Nam thì có 47 vị hiển thánh đã làm chứng cho Chúa trên mảnh đất này. Nam Định cũng là mảnh đất lịch sử lâu đời với nhiều truyền thống văn hóa phong phú. Có khu di tích Đền Trần, nơi phát tích triều đại phong kiến nhà Trần với hào khí Đông Nga lẫy lừng bốn phương, với nhiều danh nhân văn hóa. Và kính thưa Đức Tổ và quý cha, cũng không thể không nhắc tới phở Nam Định, món ẩm thực nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên toàn thế giới. Thật vậy, đất Nam Định vừa giàu truyền thống văn hóa dân tộc, vừa giàu truyền thống đức tin Công giáo. Hào khí Đông Nga kết hợp với khí phách Hùng Anh Công giáo đã tạo nên một bản sắc rất riêng của người Công giáo Nam Định, được gói chọn trong hai chữ nhân nghĩa và tín thành. Hiện nay giáo xứ Nam Định với khoảng 6.500 tín hữu Công giáo đang cố gắng canh tân đời sống đức tin theo đường hướng công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội và mở ra con đường mới để làm chứng cho tin mừng của Chúa trong thế giới hôm nay. Kính thưa Đức Tổng giám mục, cha tổng đại diện và quý cha, giáo xứ Nam Định chúng con hân hoan được chào đón Đức Tổng Giám mục viếng thăm. Xin chúng ta cùng đồng một tràng pháo tay nữa để chào đón Ngài. Giáo xứ Nam Định chúng con cũng cảm ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, Ngài đã chọn giáo xứ Nam Định cho cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chúng con kính chúc Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski dồi dào sức khỏe và bình an của Chúa Kitô, để nhân danh Đức Thánh Cha làm sáng danh Chúa Kitô trên khắp hoàn cầu. Chúng con cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha đã vào hiệp dâng thánh lễ cùng với Đức Tổng Giám mục. Chúng con cảm ơn cha Phong Sô Phạm Hùng đã thông dịch nội dung huấn từ của Đức Tổng cho cộng đoàn chúng con. Chúng con cũng cảm ơn quý tu sĩ và anh chị em đang hiện diện ở nơi đây. Trọng kính Đức Tổng, giờ đây chúng con có món quà quý giá dâng lên Đức Tổng Giám mục, đó là đất đã thấm máu các thánh tử đạo Việt Nam tại pháp trường Bảy Mẫu và đóa hoa hồng rực rỡ đã lớn lên và đơm bông từ mảnh đất chứng nhân quý giá này. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa, cộng đoàn chúng con cùng hân hoan chào đón và cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Sự hiện diện của Đức Tổng chính là sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại cộng đoàn tín hữu chúng ta. Giờ đây, con xin mời cộng đoàn chúng ta đứng.
Kính mời Đức Tổng Marek Zaleski sẽ cử hành và chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Tổng giáo phận, cho giáo xứ cũng như sứ vụ của Ngài tại Việt Nam. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Kính thưa quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Bài ca nhập lễ cho chúng ta thấy cái niềm vui của những người làm công đồ cho Chúa để đem tin mừng Chúa đến cho muôn dân. Hôm nay ngày lễ kính thánh Luca là vị thánh tông đồ phúc âm. Ngài cũng là vị tông đồ, là người môn đệ của thánh Phaolô để đem tin mừng nước Chúa đến cho mọi miền. Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, hôm nay cũng đến với giáo xứ Nam Định chúng ta, một giáo xứ đầy truyền thống ghi dấu bước chân truyền giáo của các vị thừa sai, cũng là mảnh đất của các vị tử đạo chứng nhân đức tin anh hùng. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski trong sứ vụ của Ngài tại Việt Nam. Ngài đến với chúng ta cũng như các tông đồ được Chúa sai đi đem bình an của Chúa Giêsu đến cho mọi người. Chúng ta hãy đón nhận phúc lành của Đức Thánh Cha Francisco qua Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski để trong thánh lễ này ơn Chúa xuống trên tất cả chúng ta. Sự bình an của Chúa tiếp tục được lan tỏa để chúng ta trở thành những chứng tá đích thực của Chúa. Giờ đây trong tâm tình ấy, chúng ta cùng thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha những thiếu sót lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi
thu nhận cùng thiên chúa toàn năng. Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Glory be to God.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Luca đi rao giảng và viết sách tin mừng để làm cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Xin cho những người mang danh Kitô hữu được đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi bởi yêu mến thế gian này. Anh ta đã đi Thê-sa-lô-ni-ca, anh Cơ-rét-san đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đa-ma-ti-a. Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. Anh Ti-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-sô. Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh các cô ở Châu A, thì khi đến xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. Alexander, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ. Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta giao giảng. Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng trách họ. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc giao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Đó là lời Chúa. Thank you.
thành công chính từ ta. Ai luôn yêu cầu Chúa lắng nghe, ai tâm chân thành Chúa mến yêu. Lạy Chúa, con cái của Ngài làm cho hết mọi người nhìn thấy trở lại vinh quang của chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chín người sẽ tới. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này thầy sai các con đi như chiên con ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vậy vì thợ thì đáng được trả công. Các con đừng đi hết nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn tiếp tục đứng. Reverend Monsignor Vicar General Anthony, Reverend Alphonsus, the Chancellor of Archdiocese, concelebrating priests, dear brothers and sisters. Kính thưa cha tổng đại diện, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa anh chị em tín hữu. Today we celebrate the feast of Saint Luke, the author of the third gospel. Much of this gospel was based on the teaching and writings of Saint Paul, his interviews with early Christians and his own experience. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Luca là tác giả của sách Tin Mừng thứ ba. Rất là đầu chi tiết trong Tin Mừng này được viết dựa trên những giáo huấn và những điều dạy dỗ của Thánh Phaolô cùng với những giáo huấn của các tín hữu của thời tiên khởi
cùng với những kinh nghiệm của chính Ngài. The name Luke means bringer of light, somebody who gives light. And he was one of the earliest converts. He was born to pagan Greek parents at Antioch in Syria, was a Greek by birth and a physician, a doctor by profession, studying in Antioch and Tarsus. Tên Luca nghĩa là người mang ánh sáng, và Thánh Luca là một trong những người trở lại sớm nhất thời đó. Ngài được sinh ra trong gia đình ngoại giáo Hy Lạp bởi bố mẹ ngoại giáo ở vùng Antiochia, Syria. Ngài là người Hy Lạp bởi được sinh ra, và Ngài đã trở thành một thầy thuốc, và Ngài đã học cái nghề thầy thuốc này Antiochia và Tarsus. I am sure you know that his life and his story. I repeat it maybe today because it's very important to know something more about St. Luke in order to understand his message, his writing, his gospel that he left for us. Và chúng ta biết được nhiều về Thánh Luca như trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói với chúng ta qua Thánh Phaolô, và có những chi tiết rất quan trọng về Thánh Luca. Probably, according to the tradition, St. Luke traveled as a ship's doctor, and many charitable societies of physicians are named after him. According to the book, he became a disciple, fellow worker, and at the same time, a faithful friend of St. Paul during his two imprisonments. Theo truyền thống, chúng ta biết được là Thánh Luca là thầy thuốc, và Ngài đã làm giúp nhiều những người ở trong những tàu thuyền, và Ngài có nhiều công việc bác ái, và nhiều cái tổ chức bác ái của thầy thuốc đã mang tên của Người. Và theo như trong sách chúng ta biết, Ngài là môn đệ, là người cộng tác với Thánh Phaolô, và Ngài cũng là người bạn trung thành của Thánh Phaolô trong suốt cả hai cuộc bắt bớ bỏ tù của Thánh Phaolô. St. Luke is best known to us as the historian of the New Testament Acts of both Christ and the Apostles. Though not eyewitness of our Lord's life, the meticulous evangelist diligently gathered information from those who had followed or listened to Jesus of Nazareth and wrote all things in order. Thánh Luca được chúng ta biết nhiều như là một nhà viết sử của Tân Ước, và đặc biệt về Chúa Giêsu và các thánh tông đồ. Và Ngài, dầu Ngài không phải là người chứng kiến tận mắt cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng vị viết tin mừng cần mẫn này đã rất là cẩn thận thu thập tất cả những tin tức và của những người đã biết Chúa Giêsu, và Ngài đã theo Chúa Giêsu và đã lắng nghe những người đã theo Chúa Giêsu và lắng nghe Chúa Giêsu, và Ngài viết tất cả những điều đó trong thứ tự. His work is so important for us. Why? Because it's example of the first testimonies, of the first letters writing that we have from the first Christian communities. So because of St. Luke, we can understand, we can admire the life of the first Christians at that time. Và những sách của Thánh Luca viết rất là quan trọng cho chúng ta, vì từ Thánh Luca mà chúng ta biết được về cộng đoàn tiên khởi, những người đầu tiên đã tin Chúa Giêsu, chúng ta biết được niềm tin của những thế hệ đầu tiên đã tin vào Chúa Giêsu như thế nào. His knowledge, intelligence and knowledge of Greek is much admired. Saint Clement of Alexandria, Saint Jerome, Saint Thomas Aquinas say that it is he who translated the famous epistle to the Hebrews, the letter to Hebrews, written in the language of the Jerusalem Christians. He translated it into admirable, beautiful Greek language, which we presently possess as the only ancient version.
He died 74 in Greece. Some stories say he was martyred, others he was not. Trình độ tiếng Hy Lạp của Thánh Luca rất đáng ngưỡng mộ. Thánh Clemente, Thánh Alexandria, Thánh Jerome và Thánh Thomas Aquino viết rằng chính Thánh Luca là người đã dịch thư cho các tín hữu Do Thái viết từ tiếng nguyên thủy của các tín hữu Jerusalem thời đó sang tiếng Hy Lạp. Và tiếng Hy Lạp của Ngài rất là đáng ngưỡng mộ. Và chúng ta giờ đây có cái bản dịch cổ nhất thời đó. Và Thánh Luca đã chết vào năm 74 tại Hy Lạp. Nhiều câu chuyện nói rằng Ngài tử đạo, nhưng cũng có nhiều câu chuyện nói Ngài không chết vì tử đạo. One of the virtues that Saint Luke has is the virtue of humility. This is shown when he wrote the Acts of the Apostles as a sequel to his gospel account, bringing the history of the church down to the first imprisonment of Saint Paul in Rome in the year 64. Một trong những nhân đức của Thánh Luca đó là nhân đức khiêm nhường. Và nhân đức đó đã tỏ lộ khi Ngài viết về sách Tông đồ Công vụ như là một cái tiếp tục của sách Tin mừng thứ ba. Và sách Tông đồ Công vụ đã nói về lịch sử của giáo hội từ khởi đầu cho đến tận năm 64 với bắt bớ và bỏ tù của Thánh Phaolô tại Roma. The humble Luke never names himself, but by his occasional use of we instead of he or they, we are able to detect his presence in the scenes of St. Paul's life, which he describes. We thus find that he sailed with Paul and Silas from Chios to Macedonia, where he remained behind apparently for 7 years at Philippi. Thánh Luca khiêm nhường đã không bao giờ nói đến tên mình ở trong cuốn sách các tông đồ công vụ. Chỉ một vài lần Ngài dùng ký ức chúng tôi thay vào đó, và hay là Ngài dùng chữ người đấy hay là họ, và chúng ta biết được rằng đó là có sự hiện diện của Ngài trong những câu chuyện cuộc đời của Thánh Phaolô mà Ngài diễn tả trong sách Tông đồ Công vụ. Và chúng ta cũng biết Thánh Luca đã hành trình với Thánh Phaolô và Sila from Troas to Macedonia, và Ngài đã ở lại đó, và có vẻ như sau 5 năm, 7 năm sau tại Philippi. Finally, after remaining near St. Paul as his companion during the time he was imprisoned in Palestine, St. Luke accompanied him still prisoner when he was transported to Rome. Thus, he shared the shipwreck and perils of that memorable voyage, narrated in chapter 27 of the Acts of the Apostles, which book all Christians should read, along with the four Gospels. He then narrates the 2 years of St. Paul's first imprisonment, ending in his liberation. Và cuối cùng, sau đó ở lại gần với Thánh Phaolô trong thời gian mà Thánh Phaolô bị bắt giữ tại Palestine, Ngài đã đồng hành với Thánh Phaolô, và cũng như là một người bị bắt giữ, và Ngài đã được đến Roma, và Ngài đã chia sẻ những cuộc đắm tàu, những cuộc nổi loạn của trong những chuyến đi đó, và được viết lại ở chương 27 sách Tông đồ Công vụ, quyển sách mà tất cả những người tín hữu chúng ta cần nên đọc với 4 cuốn Tin mừng. Thánh Luca đã diễn tả 2 năm của Thánh Phaolô ở trong tù ngục tại Roma như thế nào, và cuối cùng Luca đã được trả tự do. So I told you that one of his virtues was humility. Another one is willingness
to be an instrument of the God in propagation of his good news of the kingdom of God. St. Luke grabbed the opportunity to become a real missionary. Tôi vừa nói nhân đức của Thánh Luca là sự khiêm nhường, và giờ đây chúng ta phải nói đến nhân đức khác, đó là Ngài sẵn sàng trở thành dụng cụ của Chúa để rao giảng tin mừng và lan truyền nước của Thiên Chúa trên mặt đất. Ngài và đã có cơ hội để trở thành một nhà truyền giáo. And this mission, this fact about him, he discovered when he met Saint Paul and evangelized Greece and Rome with him, being there for many dangers of the travel to Rome. Like the 72 disciples in today's gospel, Jesus is also calling us right now, as he called Saint Luke. We are invited to follow the example of Saint Luke. We are invited to follow his courage, dedication, service to the poor, and his faithfulness to the gospel. Sứ vụ truyền giáo của Thánh Luca bắt đầu khi Ngài gặp Thánh Phaolô và truyền giáo tại Hy Lạp và Roma với Thánh Phaolô. Và ở đó, trong với nhiều nguy hiểm của cuộc hành trình đến Roma cùng với Thánh Phaolô, như 72 môn đệ đã được khi Su Sai đi mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta, Ngài cũng được gọi, và tất cả mọi người chúng ta cũng được Chúa Giêsu gọi để truyền giáo, và chúng ta được mời gọi để theo gương của Thánh Luca, theo gương của sự can đảm, của sự dấn thân, của sự phục vụ người nghèo, và nhất là lòng trung thành với tin mừng. We shall imitate Saint Luke's response in any circumstances of our lives. Remember, because we were baptized, we share in his missionary work. It is because during our baptism we received the three roles of being Christians, as priest, prophet, and servant leader. We are among 72 appointed and sent by Jesus. We can become missionaries right wherever we are, whether at home, in our work, or in other places. Amen. Chúng ta cần bắt chước Thánh Luca trong một sự đáp trả hoàn toàn với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin anh chị em hãy nhớ rằng, bởi vì chúng ta đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được chia sẻ sứ vụ truyền giáo của Ngài. Nhất là vì chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được đón nhận ba chức năng của người tín hữu, đó là tư tế, đó là ngôn sứ và là những vương giả. Và chúng ta như là 72 người đã được Chúa sai đi, được tuyển chọn và được sai đi, chúng ta cũng trở thành những người truyền giáo ngay bây giờ, như tất trong tất cả mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, ở nhà chúng ta, ở trong công việc của chúng ta và tất cả những nơi mà chúng ta đi đến, chúng ta được mời gọi để trở thành những người truyền giáo. Amen.
không ngờ. Xin dâng lên cõi lòng son, xin dâng lên tâm tình con, xin dâng lên cuộc sống người dành cho. Xin dâng lên thương mộng xanh, mong nhân gian sống đoàn viên trong yêu thương, an bình kết liên muôn lòng. Xin Chúa thương, xin giữ tâm hồn thơ ngây, vượt muôn đắng cay, yêu đời sống vui hằng ngày. Ngoan ngoãn cùng mẹ cha yêu mến người, thiên hạ nên đã hoa đèn tươi. Xin dâng lên tôi lòng son, xin dâng lên tâm tình con, xin dâng lên cuộc sống vui tươi dành cho. Xin dâng lên tương mộng xanh, mong nhân gian sống đoàn viên trong yêu thương, an bình bên linh hồn đau. Anh chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận y lễ của anh chị em để cùng tổ tiên danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con phục vụ Chúa với một tâm hồn tự do thực sự, để của lễ chúng con dâng tiến Chúa trong ngày lễ kính thánh Luca vừa chữa trị hồn xác chúng con, vừa cho chúng con tham dự vào sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên nền tảng các tông đồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian và trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người. Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con sốt sắng chúc tụng và tung hô Chúa rằng:
thánh thiền. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là xa tòa hàng hóa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các công đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
ân huệ Ngài ban xuống đời con chẳng chưa được như mưa xuống dòng dòng. Tình yêu Chúa có mong ta, gọi mời con bước theo dấu chân Ngài đi hôm nào. Lạy ba ngôi Thiên Chúa, cho anh nguyện con sau với tình yêu lòng nhân hậu. Ôi nhà Chúa suốt cuộc đời, nghe lời ta Chúa mọi ngày, vui niềm vui dân lên cùng xưng nghe Chúa là đấng cao to ngàn trùng. Tình yêu Chúa quá là nồng, Ngài gọi con trở nên chứng nhân tình yêu của Ngài. Lạy ba ngôi Thiên Chúa, Chúa thánh niên con sau với tình yêu làm cho chúng con được nên thánh và giúp chúng con tin vững vàng hơn vào tin mừng do Thánh Luca đạt lại truyền đạt lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sang đây, sang đây. Dear brothers and sisters, I ask again Monsignor Alphonsus to translate a few words. First of all, thank you for kind words that you addressed to me. I am very happy to be here tonight with you, and I thank you, your Archbishop Joseph, for inviting me to this pastoral visit of the Archdiocese of Hanoi. Trước hết, tôi xin cảm ơn cha xứ đã dành những lời tốt đẹp chào đón tôi nhân danh anh chị em, và tôi xin cảm ơn chị em đã đón tiếp tôi rất nồng hậu. Và tôi cũng cảm ơn Đức Tổng Du Xe đã mời gọi tôi đến giáo xứ này để làm chuyến viếng thăm mục vụ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Today I feel a little bit like St. Luke traveling announcing good news to all the people. Obviously, travel today is much easier and not so dangerous as 2000 years ago. But what is important for me, for the priests here present, for you, is to be missionary of Jesus Christ, to announce with courage His good news. Hôm nay tôi cảm thấy như là Thánh Luca được hành trình đến để được truyền giáo, mặc dù không có phải gặp những khó khăn như 2000 năm trước đây, nhưng mà tôi đến đây cùng với anh chị em, cùng với cha xứ và tất cả các linh mục ở đây. Và tất cả mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ để loan báo tin mừng của Chúa và làm cho nước Chúa được tiến triển, phát triển. And then last thing I wanted to share with you. 3 weeks ago I was in Rome, in the Vatican, and I met the Holy Father, Pope Francis. In a short dialogue, he asked me to greet all Catholics, Christians in Vietnam.
and as usual, he asked also us to pray for him. And I am very pleased today to convey the greetings of the Holy Father to all of you. Tôi xin chia sẻ với anh chị em, cách đây 3 tuần lễ tôi ở Roma và tôi đã có được dịp gặp với Đức Thánh Cha Francisco và Ngài hỏi thăm tất cả mọi người anh chị em, và hôm nay tôi Ngài nhờ tôi mang phép lành cho của Ngài đến cho tất cả các tín hữu, và hôm nay tôi được dịp mang phép lành của Ngài đến cho anh chị em. Thank you again for coming here for praying together with so much joy and smiles on your faces. Thank you, fathers, for celebrating Father's altar service, beautiful choir that enriched our liturgy. Thanks all of you to be here. Và lần nữa xin cảm ơn tất anh cả anh chị em đã đến đây. Xin cảm ơn cha xứ cũng như tất cả các cha đã đến đây đồng tế. Xin cảm ơn ca đoàn đã hát rất hay và tất cả mọi người đã hiện diện đến đây với một niềm vui để cử hành thánh lễ. Now we receive the final blessing. Bây giờ anh chị em hãy lãnh nhận phép lành. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lúa thơm ho, thánh lễ ban.